Cách để ghi màn hình trên Samsung Galaxy. Phương pháp 1: Ghi màn hình bằng Mobizen. 1. Tải Mobizen về từ Play Store. Sau đây là cách tải ứng dụng miễn phí này. Mở Play Store. Nhập Mobizen vào thanh tìm kiếm. Nhấn vào Mobizen Screen Recorder, Record, Capture, Edit. Ứng dụng có biểu tượng màu cam với chữ M màu trắng bên trong. Nhấn vào Install, e cài đặt và chấp nhận các quyền nếu cần thiết, ứng dụng sẽ được cài đặt. 2. Mở Mobizen trên Galaxy. Lúc này, biểu tượng chữ M màu đỏ và trắng sẽ hiện ra trong ngăn kéo ứng dụng App Drawer. Bạn hãy nhấn vào để mở ứng dụng. 3. Nhấn vào Welcome chào mừng. Nút màu cam này sẽ hiện ra trên màn hình khởi động. 4. Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để điều chỉnh cài đặt. Sau khi bạn hoàn tất các bước hướng dẫn, biểu tượng chữ Mở nổi sẽ hiện ra bên phải màn hình mỗi khi ứng dụng chạy. 5. Nhấn vào biểu tượng chữ Mở, trình đơn Mobizen sẽ hiện ra. 6. Nhấn vào nút ghi với biểu tượng máy quay màu đỏ và trắng nằm đầu trình đơn. Thông báo xác nhận sẽ hiện ra cho bạn biết rằng nội dung trên màn hình sẽ được ghi lại. Nếu đây là lần đầu dùng Mobizen, bạn cần nhấn vào allow cho phép để cấp quyền cho ứng dụng sẽ ghi và lưu vào thiết bị Galaxy. Sau đó, thông báo xác nhận sẽ hiện ra. 7. Nhấn vào start now, bắt đầu ngay. Sau vài giây đếm ngược, Mobizen sẽ bắt đầu ghi lại màn hình. 8. Dừng ghi. Sau khi ghi xong, bạn hãy nhấn vào biểu tượng Mobizen lần nữa, sau đó nhấn nút dừng hình vuông thông báo xác nhận sẽ hiện ra và hỏi bạn muốn làm gì. Bạn có thể nhấn nút tạm dừng nếu như muốn tiếp tục ghi sau đó, bắt đầu từ thời điểm đã ngưng. 9. Nhấn vào Watch, xem lại, video sẽ mở ra. Nếu bạn không muốn xem video bây giờ thì nhấn vào nút Close, đóng. Nếu muốn lưu video mà bạn vừa ghi, hãy nhấn vào Delete. Phương pháp 2. Ghi lại trò chơi bằng Samsung Game Tools. 1. Bật Game Tools trên thiết bị Galaxy. Nếu muốn ghi lại video game do chính mình chơi, bạn cần bật công cụ Game Tools bằng cách Mở phần Settings, Cài đặt, cuộn xuống và nhấn vào Advanced Features, tính năng nâng cao. Nhấn vào Games, trò chơi. Vuốt công tắc Games Launcher sang vị trí On. Vuốt công tắc Game Tools sang vị trí On. 2. Mở Games Launcher trên Galaxy, ứng dụng có biểu tượng ba vòng tròn màu khác nhau với chữ X bên trong, bạn sẽ tìm thấy trong app drawer. 3. Bắt đầu trò chơi. Những game đã được cài đặt trên Samsung Galaxy sẽ hiển thị trong trình đơn game launcher chính. Bạn hãy nhấn vào game bất kỳ để khởi chạy. 4. Vuốt lên trên màn hình, các biểu tượng của game launcher sẽ hiện ra phía dưới cùng. Nếu chơi game ở chế độ màn hình rộng thì bạn cần vuốt từ bên phải màn hình. 5. Nhấn vào biểu tượng công cụ trò chơi. Biểu tượng công cụ trò chơi có hình dấu cộng và bốn dấu chấm trông giống như phím D và các nút bấm trên tay cầm chơi game. Đây là thẻ đầu tiên nằm cuối màn hình. 6. Nhấn vào Record. Thẻ này có biểu tượng máy quay video và nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ Game Tools, game sẽ bắt đầu được ghi lại. 7. Phát lại game. Game Tools sẽ ghi lại màn hình cho đến khi bạn dừng ghi. Hình. 8. Vuốt lên từ cuối màn hình. Nút dừng sẽ hiện ra ở cuối màn hình. Nếu bạn chơi ở chế độ màn hình rộng, hãy vuốt từ bên phải qua trên màn hình. 9. Nhấn vào biểu tượng Stop. Nút Stop có biểu tượng vòng tròn với hình vuông bên trong, nằm ở góc dưới bên trái màn hình. Để xem lại video, bạn cần mở Gallery, thư viện, nhấn vào thư mục được đặt tên theo trò chơi, sau đó nhấn vào video. Bạn cũng có thể xem video trong ứng dụng Video Launcher bằng cách nhấn vào biểu tượng hồ sơ phía trên cùng, rồi chọn Videos, Record, video đã ghi.